Chiều nay, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ, gồm các ông bà Phan Thị Thúy Linh, Đoàn Xuân Hiếu, Đinh Vui, Trần Tuấn Lợi, Lê Thị Như Hồng và Nguyễn Thị Anh Thảo tiếp xúc cử tri quận Cẩm Lệ sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ đã báo cáo với cử tri các nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ 12, bao gồm những nội dung lớn về tình hình kinh tế xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023 và 27 nghị quyết đã được kỳ họp thông qua. Đặc biệt, phiên thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp lần này được đánh giá cao với nhiều ý kiến đóng góp có chất lượng sát với thực tiễn đời sống người dân. Cử tri quận Cẩm Lệ kiến nghị thành phố quan tâm thêm một số vấn đề dân sinh nổi cộm như tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh, tình trạng dự án treo, đất bỏ hoang ảnh hưởng đến đời sống người dân, tình trạng ách tắc hệ thống thoát nước gây ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, tiến độ đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, công tác bảo vệ tài nguyên, danh lam thắng cảnh thành phố, giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường kéo dài. Tôi sống ở đây 40 mấy năm, tôi thấy ngày xưa Ngũ Hành Sơn đúng là Ngũ Hành Sơn, đúng là núi. Còn bây giờ chúng ta xây đường cao lên rồi làm nhà chùa cao lên rồi lấp sông quanh co đi. Và lâu nữa thì tôi nghĩ vài năm nữa nó trở thành cái hòn non bộ, chứ không thể là ngọn Ngũ Hành Sơn được nữa. Mà nếu chúng ta không có một cái dự án để bảo tồn, phát huy cái danh thắng của chúng ta thì chúng ta mất đi một cái tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá. Đất người ta bỏ quan hết trơn, không làm hay làm, người ta động đến dự án, làm đến dự án, nhà không ở. Tôi nói một cái ví dụ, bây giờ là các vị qua bên kia cái đầu cầu Cẩm Lệ đây, đây cái xóm mới vừa xong đấy, các vị xem. Hai là lên cái chỗ Thạch Nham, cái đường mà đi qua bên cái đồi đó, đường vô không được, nó lộn thồm là được. Hai là gần cái nghĩa trang Hòa Sơn, đấy trong cái chân núi Hòa Sơn là mấy chục hộ nằm trong đó. Cho nên mong thành phố là sao quan tâm vấn đề đó mà đầu tư mà sửa chữa lại chỗ nào. Đầu tư chỗ nào không đầu tư thì phải cho họ nâng cấp sửa chữa lại. Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cử tri, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết thông tin thêm với cử tri về một số chủ trương cũng như định hướng phát triển thành phố thời gian tới, đồng thời khẳng định công tác đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân luôn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu được thành phố chú trọng. Hội đồng Nhân dân vừa rồi cũng đề nghị là Ủy ban cũng phải tập trung nguồn lực cho các dự án dân sinh. Hiện nay là thời gian vừa qua thì thành phố cũng đã tập trung nguồn lực cũng khá nhiều rồi. Tuy nhiên dự án dân sinh trên địa bàn cũng khá là nhiều. Những vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, lô đất trống, rồi chống ngập úng ở khu dân cư, rồi đường điện là bê tông hóa, rồi một số cái dự án khác liên quan đến cái vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn. Thì chỗ này thành phố sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực nhiều hơn và cũng sẽ phân cấp mạnh hơn cho Ủy ban Nhân dân cấp quận để mà chỉ đạo triển khai và chủ động các cái công trình dân sinh này. Với những kiến nghị của cử tri liên quan đến vấn đề dân sinh tại các khu dân cư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị quận, các phường ra soát lại và có các giải pháp khắc phục kịp thời, không để kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân, đồng thời trực tiếp giải đáp cử tri một số nội dung lớn của thành phố liên quan đến việc xử lý rác thải, xả thải gây ô nhiễm môi trường, các dự án treo và ngập úng đô thị.